là mình đã hoàn thành xong món canh cà bông. Mùi rất là thơm, sẽ rất là bổ dưỡng với phần đậu, thịt và cà khá là mềm. Vị thơm từ rau tía tô và lá lốt rất là hấp dẫn. Bây giờ mời mọi người cùng thưởng thức món ăn vừa rồi với gia đình mình nhé. Món canh cà bông này mọi người có thể làm theo các bước hướng dẫn chi tiết của mình như ở trong video để hoàn thành cái món ăn hấp dẫn và bổ dưỡng cho gia đình. Cảm ơn mọi người đã đón xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video nấu ăn lần sau. Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với video của mình nhé. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người nấu canh cà bông. Canh cà bông này ăn vào những ngày trời mát sẽ rất là ngon. Đầu tiên thì mình sẽ đặt lên một cái nồi và cho tỏi vào đây để phi thơm. Món này không thể nào mà thiếu tỏi. Canh cà bông này ăn cùng với cơm rất là hợp. Mọi người phi thơm tỏi, sau đấy thì mình cho cà chua vào để phi lấy màu. Sử dụng thịt băm hoặc là thịt ba chỉ. Nó sẽ có rất nhiều phần mỡ này thì khi nấu nó sẽ có vị ngậy ngon hơn. Và mình sẽ cho luôn cà tím vào để om. Cà tím thì mọi người ngâm, bỏ ra và ngâm với nước muối để cho thơm. Sẽ om tầm 15 đến 20 phút cho cả món gia vị cũng như phần cà chua sẽ nhuyễn hơn. Món này thì mọi người có thể cho thêm cái phần đậu rán. Mình đã rán một cái bát đậu ở đây.
mình sẽ cho vào ăn cùng. Đậu nó cùng với món này cũng rất là ngon. Giờ mình sẽ on ở đây tầm 15 phút nữa. Giờ thì mình sẽ cho cái phần đậu vào để nấu cùng nhé. Cho đậu vào để on cùng cho những gia vị. Rất là to. Sẽ on thêm tầm 5 phút nữa. Cho cái phần tía tô vào trong bát. Cái bếp này cho tía tô vào trong bát và múc ra một cái bát như thế này nhé. Không thể thiếu hai loại rau này nhé. Mình đã hoàn thành xong.